Buổi chiều hôm nay là chiều ngày 11 tháng 6, em có gửi 6 em đa điểm. 6 em đa điểm. À, 6 em đa điểm. Đây là cái thông tin của khách hàng. Đi 712 Lạc Long Quân, phường 9, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại là 0918122074. Và đây là 6 con đà điểu giống. Thông tin của bên em. Số điện thoại của bên em là 0335305982. Giờ này em đang chuẩn bị để gửi đi các bạn nhé. Đây, bên này là trạm nghiên cứu, trung tâm nghiên cứu con giống đà điểu Thị Phương thuộc thôn Xuân Hòa, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Ở đây chính cũng là cổng cổng ngõ của nhà đồng chí Thao phát triển trang trại chim cu gáy và trang trại con giống đà điểu, cũng như là những chú chuột lang giống đang tải trên kênh. Quý vị các bạn đến đây thì các bạn đến nhà mình thì các bạn cứ đến chỗ cổng trạm nghiên cứu đà điểu Thị Phương. Bên này là một cái dãy cây thông, cây phi nao rất là đẹp, rất là mát. Một dãy cột bờ bao hàn rào.